Cỏ Tusi được xem là dòng cỏ đỉnh, không chỉ tối ưu về điều kiện cắt cỏ tự nhiên, phục vụ cho mô hình nhốt chuồng đa dạng mà còn chủ động được những giống cỏ chất lượng, phục vụ cho mô hình chăn thả ấn tượng. Thứ nhất, ưu điểm của giống cỏ Tusi. Loạt cỏ chăn thả nhập khẩu với độ đàn hồi cao của gốc cỏ Tusi, giẫm đạp lên cây cỏ cũng không hề chết cỏ. Điều này mang đến cho người chăn nuôi chủ động được thời gian chăn thả tự nhiên, giúp tiết kiệm được chi phí nhân công và thức ăn. Bên cạnh đó, giống cỏ Tusi khá dinh dưỡng, phù hợp với các mục đích nuôi bò, trâu, dê hàng ngày. Thứ hai, giá giống cỏ Tusi là cỏ chăn thả nhập khẩu. Hiện nay, giống cỏ Tusi mỗi năm đều có giá biến động liên tục, lúc giá tăng, lúc giá giảm. Cho nên, để biết được giá cỏ Tusi chính xác theo từng thời điểm, hãy liên hệ ngay qua giống cỏ Tiến Đạt để được báo giá mới nhất. Thứ ba, sau đây là toàn bộ những thông số cỏ Tusi. Thứ nhất, giống cỏ Tusi có tên thường gọi là cỏ Tusi Class. Thứ hai, giống cỏ Tusi có nguồn gốc xuất xứ đến từ đất nước Thái Lan. Thứ ba, giống cỏ Tusi có năng suất chất xanh đạt khoảng từ 250 cho đến 350 tấn trên 1 hecta trên một năm. Thứ tư, thành phần dinh dưỡng có trong cỏ Tusi khá cao, trong đó thành phần protein thô trung bình khoảng từ 12 cho đến 14%. Thứ năm, giống cỏ Tusi là giống cỏ tạo thâm tốt, bộ rễ lan rộng và mỗi đốt thân có thể hình thành cụm rễ nên rất thích hợp để làm đồng cỏ chăn thả cho dê, cừu, ngựa, trâu, bò. Đồng thời, cỏ Tusi có thể trồng để bảo vệ đất, chống sâu mòn đất rất tốt. Thứ sáu, thu hoạch lứa đầu tiên khoảng 55 ngày cho đến 60 ngày. Các lứa tiếp theo có thể thu hoạch khoảng từ 25 cho đến 35 ngày. Thứ bảy, cỏ Tusi có thể gieo trồng bằng hạt hoặc là bằng thân. Nếu gieo bằng hạt, trung bình khoảng từ 10 cho đến 12 kg trên 1 hecta và gieo bằng thân khoảng 12 tấn trên 1 hecta. Thứ tám, cỏ Tusi là giống cỏ khả năng chịu được bóng râm, chịu được giẫm đạp và chịu hạn tốt. Thứ chín, giống cỏ Tusi là giống cỏ có thời gian lưu gốc lâu năm, trung bình khoảng từ 4 cho đến 5 năm. Điều này giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí khi phải mua giống mới. Vậy mua giống cỏ Tusi ở đâu tốt nhất? Tại giống cỏ Tiến Đạt, bạn có thể tìm thấy các loại giống cỏ chăn nuôi, trong đó giống cỏ Tusi nhập khẩu là giống cỏ đặc biệt bán chạy nhất tại giống cỏ Tiến Đạt. Giống cỏ Tiến Đạt cam kết hạt giống cỏ Tusi được bán ra đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chế độ bảo hành rõ ràng. Hơn nữa, giống cỏ Tiến Đạt còn cung cấp dịch vụ bán hàng và thu tiền tận nhà trên toàn quốc, đặc biệt miễn phí giao hàng trên toàn quốc đối với những đơn hàng có giá trị từ 1 kg trở lên. Hãy gọi ngay tới hotline của chúng tôi 0938 897 099 hoặc là 0357 913 013 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Giống cỏ Tiến Đạt mang đến những giống cỏ chất lượng cao, nhiều chất dinh dưỡng cho nhà nông. Giống cỏ Tiến Đạt cung cấp đầy đủ các giống cỏ chăn nuôi các loại, với các giống cỏ chủ đầu như là cỏ Guinea Bobasa, cỏ Bắc Plum, cỏ Mulatto 2, cỏ Stilo, cỏ Rungi, cỏ Super VMR. Chúng tôi tư vấn miễn phí và giao hàng tặng nhà cho quý khách hàng trên toàn quốc. Truy cập ngay website Tiến Đạt 7.9.com hoặc liên hệ hotline 0938 897 099 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay.